Xin chào anh chị em, xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Mạnh Cường Stock và em là Mạnh Cường Thì ngày hôm nay như thường lệ thì cuối phiên em sẽ có một cái video tổng kết về nhận định thị trường Và một vài cái cổ phiếu đáng quan tâm trong cái phiên ngày hôm nay Hôm nay thì khá là vui mừng khi mà thị trường sát phiên đáo hạn phái sinh thì lại có một cú tăng điểm khá là tốt Dòng tiền thì đổ cũng khá mạnh vào cái nhóm cổ phiếu trụ và một vài nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán đó thì cái video này của em thì sẽ có 4 phần. Phần thứ nhất đó sẽ là tổng kết về tình hình thị trường. Thì hôm nay em đánh giá thị trường là một cái phiên thử biên trên. Đấy và cái ý thứ hai thì hôm nay có cái điểm tích cực là khối ngoại họ đã quay xe, họ mua ròng nhẹ trở lại. Đấy là cái điều khá là tích cực bởi vì sao? Bởi vì là dấu hiệu DXY nó có cái vấn đề là nó cũng hạ nhiệt rồi và tỷ giá ngày hôm nay cũng có cái sự hạ nhiệt nhẹ nên là em thấy khối ngoại nó quay trở lại nó quay xe nó mua ròng thì cũng là một cái tín hiệu tích cực đó và cái phần thứ ba đó chính là theo em thì cái tỷ cộng tiền cổ ở cái giai đoạn này thì vẫn nên giữ ở cái mức cân bằng hôm trước thì em có nâng cái tỷ trọng uh, tiền mặt của mình là ở cái mức 30 phần trăm thì hôm nay em cũng có chốt nhẹ khoảng tầm 20 phần trăm thì hôm nay em sẽ quay trở lại cái mốc gọi là tiền 50 phần trăm và cổ 50 phần trăm anh chị em ạ Hôm nay em có chốt nhẹ một phần HCM và một ít man san anh chị em ạ đó và phần thứ tư thì là hôm trước thì em có giới thiệu với mọi người bốn ba cổ phiếu đó chính là cổ phiếu SHS này hôm trước em giới thiệu với mọi người là World này SHS này và cổ phiếu gì nữa nhỉ và cổ phiếu QNS thì hôm nay em giới thiệu cho mọi người bốn cái cổ phiếu mà mọi người có thể quan tâm đánh ngắn trong cái nhịp này bởi vì những cái cổ phiếu này đang có cái nền tích lũy mà em cho rằng nó đang cạn kiệt khối lược rồi và mọi người canh mua ở những cái phim rũ mạnh những cái phiên rung lắc thì anh chị em mình ngắn hạn có thể kiếm được một cái nhịp từ năm bảy hoặc 10 hoặc 15% phần tùy riêng từng cổ phiếu nhé mọi người nhé rồi và em cũng giới thiệu một chút về cái nhóm gọi là tư vấn đầu tư của em Cường. Thì em Cường là nhân viên tư vấn ở bên công ty chứng khoán VPS và VPBS. Em có một cái nhóm Zalo là với số điện thoại của em 0936812449. ID nhân viên của em là BC25. Anh chị em nhà mình nếu mà muốn mở tài khoản về bên team tư vấn của em thì mọi người quét cái QR code này nhá mọi người nhé. Đó và sau đó mọi người nhắn tin cho em trên cái số điện thoại này để vào cái room tư vấn của em. Rồi chúng ta sẽ đi luôn vào thị trường. Đầu tiên chúng ta sẽ vào tổng quan thị trường một chút nhé mọi người nhé. Ngày hôm nay thì VNX của chúng ta giao dịch với cái khối lượng cũng khá lớn nhé mọi người ạ. À. Nó giao dịch ở cái khối lượng là 880 triệu cổ phiếu. Giá trị giao dịch ngày hôm nay là gần 22.200 tỷ. Và hôm nay chúng ta đóng cửa tăng 11 điểm. ở à, Cái mốc là 1.000. 254 Trong phiên thì có lúc cũng đã quay trở lại cái vùng 1.257 anh chị em ạ Đó nó cũng thét tử lại cái đỉnh cũ lần trước nó xác lập Và hôm nay thì dòng tiền nó cũng khá là lan tỏa Khi mà nó quay trở lại những cái cổ phiếu tăng trưởng như là FPT này Hay là những cái cổ phiếu tăng trưởng như là DGC này Hay là những cái cổ phiếu ngành chứng khoán Ngày hôm nay trong phiên nó cũng tăng khá là tốt Nhưng cuối phiên cũng có gặp một áp lực bán Đấy ví dụ như BBS hay là HCM, hay là có một vài cổ phiếu nó đóng trần tốt như là đạt phương CTR hay là TNG ngày hôm nay có một phiên tăng trần 10% khá là tích cực anh chị em nhé. Đây là ngày hôm nay chúng ta nhìn về cái độ rộng thị trường thì mọi người thấy là 290 mã tăng xanh, 15 mã tăng trần, 94 mã tham chiếu và 126 mã đỏ thôi. Tức là cái dòng tiền hôm nay nó mạnh về cái chiều mua. Đúng không? Bởi vì chỉ có mua nhiều thì thị trường mới xanh nhiều chứ. Đúng không anh chị em? Hôm trước thì chúng ta có 200 mã xanh và có 250 mã đỏ. Thì hôm nay chúng ta có 290 mã xanh và 126 mã đỏ. Đấy. Hôm nay thị trường là tích cực. Tuy nhiên là cũng có rất nhiều đội là đang gọi là vẫn còn đang dè chừng bởi vì là họ sợ cái ngày đáo hạn phái sinh và cái ngày tối nay thì có công bố thông tin lạm phát Mỹ, đúng không? đấy nên là cũng nhiều người đang đứng ngoài nhưng mà thị trường mà thị trường này thì thực sự là nếu mà càng đứng ngoài thì nó lại càng tăng và nó lại càng an toàn anh chị em nhá cái đội mà nó còn đang đứng ngoài nó cầm tiền đấy cái đội đấy khi nào mà nó quay vào nó mua thì thì khi ấy thị trường lại rủi ro anh chị em nhá nên là mọi người cứ chú ý cái tâm lý giai đoạn thị trường này mọi người uh, nhớ giúp em là cái ý đầu tiên mà em muốn nói với anh chị em nhà mình là đoạn này chủ đạo thị trường nó sẽ vẫn đi sideways đấy chủ đạo thị trường đoạn này nó vẫn là sideways bởi vì sao bởi vì là với cái biên độ gọi là tích cực như này mọi người này sau một cái nhịp đi lên này có một nhịp rũ bỏ này cái nhịp này là gọi là nhịp rũ bỏ này đấy nhưng mà khối lượng thấp như này thì em đánh giá thị trường nó vẫn đang tích cực đấy và khối ngoại ngày hôm nay thì nó ngừng bán dòng nó quay trở lại nó mua ròng tuy nhiên thị trường lại có một cái điểm gọi là không tích cực lắm là bởi vì nó đang quay trở lại nó test cái đỉnh này đấy <laughs> nên là cái điểm mua ngày hôm nay thì theo em nghĩ thì nó không hợp lý Đúng chưa anh chị em? Bởi vì là nó giật từ biên dưới là 100 1233 lên biên trên là 1257 mà anh chị em lại nhảy vào cái vùng gọi là biên trên anh chị em mua thì cũng khá là khá là rủi ro bởi vì hiện tại thị trường nó đang có một cái trend này này. Đấy anh chị em cứ kéo vào đây thì nó đang gọi là nó đang có một cái trend gọi là mẫu hình gì? Mẫu hình gọi là mẫu hình vai đầu vai anh chị em ạ, vai đầu vai nhá. Đây đây là sẽ là một cái vai này. Đấy đây là một cái đầu này. Đấy và đây là một cái vai và đây là điểm break out Thì nhiều khi cái điểm break out này Đôi khi nếu anh chị em mua ở cái điểm này thì lại hay bị xịt Bởi vì thị trường sideways thì mua break out thường là toang Đấy nên là theo em nghĩ thì hôm nay không phải là điểm mua Điểm mua là những cái phiên ngày hôm trước Đấy như phiên đầu tuần thì nhóm của em cũng vào khoảng 2-30% NAV Thì hôm nay ngắn hạn thì cũng bảo anh chị em là nếu mà mọi người chốt ngắn thì mọi người cứ chốt đi Đúng không? 57% mọi người chốt bớt cũng được còn 50% gọi là hàng mình cứ giữ cho 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 chen đấy chen đúng không đấy và thị trường thì có một cái điểm em đánh giá là tích cực nữa đó chính là mọi người nhìn này mặc dù ngày hôm nay là chỉ số nó tăng 11 điểm nhưng mà cũng bắt đầu có khối lượng vào đấy có nghĩa là cái phiên ngày hôm nay này với cái khối lượng hôm trước này ở đây này mọi người này là nó gần bằng nhau và cái phiên này thì nó lại cao hơn cái phiên bùng nổ theo đà vậy cho nên đánh giá là ngắn hạn thì thị trường khả năng là vẫn tích cực tuy nhiên anh chị em chú ý cái biên sideways hôm trước em nói với mọi người thì em sẽ chuyển sang biểu đồ 1 giờ để cho mọi người nhìn rõ hơn. Đấy. Mọi người nhớ giúp em là hiện tại chúng ta đang có cái biên sideways này. Thì hôm nay là một cái phiên nó quay trở lại nó thử lại cái đỉnh phía trên. Đấy, nên là anh chị em cũng cần phải chú ý, nếu mà muốn mua lại thì phải chờ nó về cái cái vùng test lại này này. Đó, thì anh chị em mới mua, còn không thì hiện tại là theo em nghĩ thì là cứ ngồi im thôi. Đấy, đúng chưa? Nó có một cái biên này này. Đó nó hồi lên này nó tạo một đáy này nó giật lên này đúng không thì anh chị em thấy cứ mường tượng nó sẽ đánh cái kiểu này này hồi xuống đây này giật lên này test lại này đấy xong là nhiều khi là nó lại bật lên đấy, anh chị em nhá và chú ý là như vậy thường là biên sideways nó sẽ đánh như vậy nên là cái biên sideways này anh chị em mình thứ nhất là không được mua break out ví dụ như những cái con cổ phiếu ngày hôm nay em thấy nó có cây break out như này nhá thì mọi người đừng mua ví dụ như là ctr Đấy CTR chứ CTR Anh chị em thấy không Hôm nay nó có phiên breakout này Qua cái đỉnh này này Đúng không Đấy anh chị em mua ở phiên breakout này Thì em đánh giá là mọi người rất dễ là gặp rủi ro Bởi vì thông thường Những cái phiên breakout như này Sau đó nó thường test lại Đó anh chị em ạ à. Mặc dù là cổ phiếu CTR này Nó cũng là cổ phiếu mạnh đấy Nha mọi người nhá Đây không phải là mẫu hình hai đáy Hôm nay có một đứa em nó hỏi em là đây có phải mẫu hình hai đáy không Thì nói thật với mọi người đây không phải mẫu hình hai đáy Bởi vì mẫu hình hai đáy thì cái đáy sau này này Nó phải xuống tận ngang đây này Đấy, Ví dụ như này mới gọi là mẫu hình hai đáy này mọi người này Một này Lên đây Nó dập phát xuống đây bắt đầu nó đi lên Xong bắt đầu nó đi ngang Nó break out qua khu vực này thì cái điểm này mới là điểm mua Còn đây là cái mẫu hình gọi là test nha mọi người nhá Gọi là hồi phục test lại Bật tăng Đấy theo em nghĩ thì cái cây này không phải là điểm mua nhá nên anh chị em cũng đừng hạn chế mua ở những cái phiên bùng nổ này nên mua những cái cú hôm trước em nói với mọi người như này này là mua ở những cái điểm gì rơi xuống này hồi phục này test lại này đấy khi mà nó rơi về nó rơi về những cái hỗ trợ quan trọng ấy thì anh chị em nhảy vào mua với cái khối lượng thấp như này này đấy thì mọi người nhảy vào mua đấy em đánh giá ví dụ như nhóm cổ phiếu mà em đánh giá cao với bọn này này em thấy là nó đang cạn kiệt khối lượng này một lần rũ này hai lần rũ này ba lần rũ và hôm nay nó giật một chút thì em nghĩ là cái bọn chứng khoán này khả năng sắp tới nó sẽ có một cây nổ để về cái vùng trên này đấy nên là lát nữa em sẽ lên cho mọi người một vài cái con cổ phiếu để mọi người có thể chú ý đánh ngắn nhưng mà mọi người nhớ là phải mua tốt nha đừng có mua bùng nổ nha đoạn này là không khuyến khích mọi người mua bùng nổ đâu đó là chúng ta đã đi xong cái phần thứ nhất phần thứ hai thì khối ngoại quay xe họ mua ròng thì đây em sẽ cho mọi người thấy là hôm nay họ mua ròng cái gì nãy giờ thì cũng theo dõi thị trường cũng cũng, cũng khá là kỹ lần này em sẽ không gọi là livestream vào cuối phiên nữa để làm gì để em dành thời gian quan sát thị trường và tư vấn cho cái nhóm khách hàng của em bởi vì đang livestream với mọi người mà nhiều khi nó có những cái tình huống xảy ra thì không thể nào mà mà xử lý cùng với cả anh chị em khách hàng được đấy cho nên là nó cũng khá là dở hôm nay thì khối ngoại họ bán dòng cổ phiếu Vinhome cổ phiếu CTG đó nó cũng bán gắt đấy nhưng mà chiều ngược lại thì nó mua rất mạnh là Hòa Phát và nha anh chị em nhá anh chị em chú ý giúp em này Đối với cái cổ phiếu MVKG nhá. Nhịp này mọi người nhớ này, có thể nó sẽ tạo một cái đỉnh ngắn hạn đấy, MVKG này. Đây. MVKG theo em nghĩ thì nó chuẩn bị tạo một cái đỉnh ngắn hạn bởi vì sao? Cái thứ nhất anh chị em nhá, cái nhịp tăng này nó đã rất là dài rồi. Cái thứ hai nó đã có cái theo em nghĩ đây là một cái điểm gọi là BC, gọi là buying climax. Và cái thứ ba, bắt đầu là cổ phiếu này là nó nó chuẩn bị hết room ngoại nhá, bọn khối ngoại nó chuẩn bị mua hết room rồi. Thì khi nó mua hết room thì cái lực cầu để nó đẩy giá là sẽ không còn nữa đúng không bởi vì khi mà nó hở room nhiều thì bọn ngoại nó mua nhiều thì nó động lực nó làm cho cổ phiếu tăng và khi mà nó hết room thì bọn ngoại nó không thể nào mua được nữa thì động lực cổ phiếu tăng là ở đâu thì theo em nghĩ là không còn nữa và rất có thể cổ phiếu này nó sẽ tạo đỉnh và nó sẽ có một nhịp rũ test tạo thành một cái mẫu hình tay cầm đấy trên đồ thị em thấy nó đang mẫu hình là chiếc cốc rồi rồi chúng ta sang cái phần thứ ba nha anh chị em nhá tỷ trọng tiền cổ ở cái giai đoạn này thì theo em nghĩ mọi người vẫn giữ ở cái mức cân bằng thôi đừng có gọi là nâng gọi là tỷ trọng lên nữa bởi vì thị trường nó đang đi về phía biên trên và nếu nó có cái cú breakout bất ngờ lên cái vùng 1280 thì cũng có thể nhưng mà không phải là điểm mua nha chị em nhé nên là hôm nay em cũng chốt ngắn bớt một phần HCM với cả Masan đi đó và hiện tại em đang giữ khoảng tầm hơn 50% tỷ trọng cổ phiếu một chút còn lại là tiền mặt đó và hôm nay thì em giới thiệu thêm với mọi người là bốn cổ phiếu mọi người có thể quan tâm đánh ngắn thì mọi người có thể canh nhớ giúp em đánh ngắn là phải canh mua ở những cái nhịp rung lắc mạnh nhá chứ không phải là cứ fomo nhảy vào mua breakout đoạn này là không có mua breakout đâu đó thì có bốn cổ phiếu mà em khuyến nghị mọi người trong cái nhịp này mọi người có thể quan sát chờ nó rũ test lại thì bắt đầu mọi người nhảy vào mọi người lấy thì riêng đối với cái cổ phiếu SHB thì theo em nghĩ là mọi người canh lấy được rồi trong những cái phiên tới nhá đầu tiên em sẽ đi vào cổ phiếu SHB đây là những cổ phiếu đánh ngắn nhá mọi người nhá anh chị em nào thích đánh ngắn thì đánh thôi còn đánh dài thì theo em nghĩ là mọi người phải xác định trước là mọi người có đủ kiên nhẫn để cầm không thì hãy nghĩ đến chuyện đánh dài đây là cổ phiếu SHB thì anh chị em nhà mình thấy là nó có một cái nhịp thứ nhất anh chị em nhìn này đây là thị trường của chúng ta rơi Đấy, cổ phiếu SHB nó tạo nền đáy không rơi đúng chưa và thị trường hồi phục SHB hồi phục Thị trường test lại, SHB cũng đã test lại. Hôm nay thị trường bật tăng nhưng SHB chưa bật tăng. Thì có nghĩa ở cái vùng 11.5, 11.6 này, anh chị em có thể canh gọi là mở lấy một phần. Nếu mà canh được 11.4 là đẹp nhất, đúng không? Đấy, canh lấy được ở 11.4 và ăn cái nhịp mà nó bật lên, nó thử lại cái vùng 12.4 này. Đó thì sẽ có một cái biên lợi nhuận khoảng tầm 8% cho anh chị em. Và trường hợp xấu hơn, nếu mà nó phá thủng 11.4 thì mọi người phải cắt lỗ ở cái vùng ở cái vùng 10.8 nhé mọi người nhé đó là cổ phiếu shb thì theo em nghĩ anh chị em có thể canh đánh ngắn được bởi vì cổ phiếu này thì mọi người thấy là khối lượng tích lũy nó cũng cạn kiệt rồi đúng không mọi người nhìn xem khối lượng tích lũy cạn kiệt này và cái thứ hai nữa là ở trên biểu đồ của macd mọi người thấy nó có một cái phân kỳ ba đáy này đấy và sau đó nó bật lên thì đây là một cái cú test lại đấy test lại và bật lên tiếp đó đúng không Đấy là về phần thuần kỹ thuật Còn là về gọi là cơ bản Thì SHB nó đang chuẩn bị có một cái deal chia cổ tức 16% 5% bằng tiền mặt và 11% bằng cổ phiếu Đấy nên là nó cũng là một cái deal hời đấy Em nghĩ là một cái deal hời với một cái cổ phiếu gọi là Về cơ bản thì quý vừa rồi nó lời khoảng hơn 3.000 tỷ Anh chị em nhé đây này Mọi người thấy cơ bản của SHB đợt vừa rồi khá nét đấy Chứ không phải là không phải là kém đâu Chẳng qua là anh Hiển chưa cho cổ đông được ăn thôi Đây này mọi người thấy không Đấy, quý 1 lời 3209 tỷ. Đó, và lời rất nhiều hơn tăng trưởng khoảng tầm mấy chục phần trăm so với quý 1 năm ngoái. Và tương tự em nghĩ quý 2 thì SHB vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng bởi vì cái nền lợi nhuận của SHB quý 2 năm ngoái nó chỉ có 1951 tỷ thôi. Đấy nên là cái việc gọi là sang quý 2 SHB nó tiếp tục lời khoảng gần 3.000 tỷ là cái chuyện bình thường nha mọi người nhé đấy với cái pb bằng 0.8 này thì em đánh giá là vẫn là một món hời để cho anh chị em nhà mình vừa có thể cầm dài hạn được mà lướt lát cũng được nha mọi người nhé cái điểm này là cái điểm mọi người có thể canh vào lướt được thì canh khoảng tầm 11.4 hoặc 11.5 thì mọi người mở mua đó đầu tiên là cổ phiếu shb thứ hai là cổ phiếu vnd thì mọi người nhìn thấy giúp em là cổ phiếu VND này sau một cái nhịp gọi là dính một cái thiên nga đen Thì cổ phiếu này đang có một cái nhịp hồi phục Đấy, đúng không? Và anh chị em nhà mình nhìn kỹ này, cái nhịp hồi phục này nó có cái mẫu hình gì? Mẫu hình VCP nhỏ. Đấy, biên độ thu hẹp nhỏ ạ. Đấy, và mọi người canh nếu mà cổ phiếu này nó test về cái vùng 20.5 hoặc 20.8, mọi người hoàn toàn có thể mở mua được bởi vì sao? Cái nền tích lũy này mọi người nhìn này nó đã cạn kiệt chặt khối lượng như thế này rồi thì nó rất dễ có một cái phiên nổ lên. Mà nếu mà nó nổ lên thì trước mắt nó sẽ quay trở lại cái vùng 21.5 là hai 20 ngày, à MA 200 ngày. Ở cái vùng em em ấy50 là vùng 22 đó nên là nó cũng có một cái biên lợi nhuận vùng ngắn hạn cho anh chị em khoảng tầm từ 8 cho đến 10% nhé anh chị em nhé Còn trường hợp xấu hơn nếu mà VND nó quay trở lại nó vỡ cái vùng 20 thì mọi người cắt lỗ đấy là đối với cổ phiếu VND cổ phiếu này cũng chuẩn bị gọi là phát hành riêng lẻ giá 10 với tỷ lệ là 11 nhanh chị em nhé phát hành riêng lẻ giá 10 tỷ lệ 11 tiếp đến là cổ phiếu thứ ba, cổ phiếu thứ ba là cổ phiếu Masan, Masan. Ở à, đây IG trước đi, ưu tiên cho DG trước đi. DG nhanh chị em nhé. DG, DG thì em thấy con này là một cái con cổ phiếu gọi là xứng đáng để anh chị em chú ý đầu cơ. Bởi vì sao? Nó có một cú tét đáy này, hai cú tét đáy này. Đó và đây là một cái nền giá ngắn, nền giá này đã được một, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, sáu phiên thì em nghĩ là cổ phiếu này nó nợ anh chị em nhà mình một cây nổ. Thì mọi người có thể lấy ở cái nền này, quanh cái khu vực 28 đến 28.5, mọi người lấy sẵn vào thì nếu mà nó nổ lên thì mọi người bán. Em nghĩ cái nhịp này cứ nổ lên là anh chị em bán nhá, bởi vì sao cái lượng kẹp hàng ở trên này còn rất nhiều. Đấy nên là ngắn hạn mọi người có thể canh DIG 28 đến 28.5 mọi người lấy và nếu mà nó nổ lên thì mọi người bán. Đấy, ngắn hạn là đối với DIG. Tiếp đến là cổ phiếu Masan, MSN. MSN thì ngày hôm nay có một phiên thử lại cái đỉnh này Thì em nghĩ là sắp tới nó sẽ có một cái cú retest lại để lấp cái gap này Thì mọi người canh ở cái vùng 70.1 để mọi người lấy Đó bởi vì cổ phiếu này nó đang đánh biên khá là chuẩn này Như là em vừa nói với mọi người VN Index đấy Đúng không? Thì hôm nay nó giật lên biên trên rồi Quay lại nó test biên dưới này thì là mua chứ còn gì nữa Đúng không mọi người? Đấy nên là canh nhá Canh Masan về biên dưới mua Xong bắt đầu là nó giật lên biên trên thì lại đẩy đó, em thấy Masan nhịp này là cũng khá là hay bởi vì là cái ngành bán lẻ nó đang nó đang tạo đáy rồi anh chị em nhé và đây nó cũng là một cái nền của nó hôm nay là một phiên nó có cái thông tin gọi là cái công ty Masan MSR này MSR này đó Masan họ đang thoái vốn ở cái công ty MSR này bán cho tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản nhé mọi người nhé đấy thì sắp tới là nó bán xong thì nó cũng thu về một cái khoản lợi nhuận đột biến từ cái việc là thoái vốn của của MSR này và hơn nữa Masan nó cũng chuẩn bị nó nhận cổ tức từ Techcombank Techcombank chuẩn bị chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15% Thì Techcombank này nó sẽ vị chi là trả về cho Masan khoảng tầm 8 cho đến 900 tỷ tiền cổ tức Đấy nên là em thấy là những cái cổ phiếu này là anh chị em nhà mình quan tâm và canh nó rũ để mà gom nhá mọi người nhá Đấy là bốn cổ phiếu về ngắn hạn Theo em nghĩ thì là mọi người phải quan tâm những cái cổ phiếu này Và có thể sẽ lướt lát được nếu những cái phiên rung lắc, ví dụ như ngày mai thị trường nó vào đáo hạn vái sinh Mà nó có những cái cú rũ mạnh thì hoàn toàn anh chị em nhà mình có thể là mở mua nhá Đừng có sợ anh chị em ạ, à, đoạn này thị trường chủ đạo là Sideway Mà đã Sideway thì là cơ hội mua cho mọi người Đấy, về biên dưới mua, lên biên trên bán giúp em nhá mọi người nhá Đấy là cái chiến lược trong cái giai đoạn này Thì thôi, video này em cũng làm ngắn ngắn thôi để cho anh chị em nhà mình gọi là có khoảng thời gian nhiều để mọi người có thể nghiên cứu và nhớ giúp em là em cường thì có một cái nhóm chứng khoán với zalo là 0936 812 449. để anh chị em nhà mình nếu mà cần mở tài khoản quét cái QR code này mở giúp em nha tạm biệt mọi người chúc mọi người đầu tư luôn luôn an nhàn thành công ngày mai thì sẽ có phiên báo hạn phái sinh và tối nay thì sẽ có cái chỉ số lạm phát mỹ nên là mọi người cũng cần chú ý nha thị trường có thể ngày mai hoặc cuối tuần nó sẽ rung lắc đấy và rung lắc là cơ hội cho những người cầm tiền tạm biệt mọi người